Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube Hoàng Hà Channel. Và hôm nay thì ở đây mình đang có chiếc máy thuộc phân khúc tầm trung đến từ nhà Redmi, đó chính là chiếc Redmi Note 11 vừa mới được ra mắt cách đây không lâu. Và nó cũng đang được nhận rất nhiều sự quan tâm đến từ đông đảo người dùng. Vậy chỉ với tầm giá chưa đến 5 triệu đồng thì chiếc máy này có gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên thì mình đáng tiếc là không có hộp ở đây để có thể là unbox ngay cho mọi người xem. Tuy nhiên thì đối với một dòng máy tầm trung này cũng đã được Redmi trang bị khá là đầy đủ phụ kiện, bao gồm cả sách hướng dẫn sử dụng này, ốp lưng, que chọc sim, cũng như là đặc biệt là bộ sạc nhanh 33W gồm củ sạc cũng như là cáp sạc Type-C. Đối với mình thì đây là một điểm mình khá thích, bởi vì là như vậy chúng ta có thể là đập hộp và sử dụng máy luôn mà không cần phải đi tìm mua các phụ kiện bên ngoài. Về thiết kế thì nó cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với dòng máy tiền nhiệm. Vẫn là một cái màn hình cùng kích thước cũng như là viên pin dung lượng lớn. Tuy nhiên thì nó được điều chỉnh một số thông số, vì thế cho nên là thân máy cảm giác là nó sẽ mỏng gọn hơn. Và cũng được làm từ nhựa, các cạnh thì sẽ được vát phẳng cũng như là bo góc tròn như thế này, thì chúng ta sẽ có thể cảm giác cầm nắm chắc chắn mà lại không bị cấn tay. Về phần mặt lưng thì làm từ nhựa nhám, chống bám mồ hôi vân tay rất là tốt. Và nổi bật nhất là cái phần cụm camera. Ở đây thì nó sẽ chỉ làm hơi lồi một chút thôi, không có quá lồi, vì thế nó sẽ cũng không bị cấn ở trên phần mặt lưng. Ở mặt trước thì là thiết kế đục lỗ với các cạnh viền rất là mỏng. Ở phần cằm này thì hơi dày hơn một chút thôi. Với chiếc Redmi Note 11 này thì chúng ta sẽ được trang bị cảm biến vân tay ở nốt nguồn cạnh bên này, cũng như là bộ đôi loa kép ở cạnh trên và cạnh dưới. Kèm theo đó là vẫn có jack tai nghe 3.5 cũng như là cổng hồng ngoại ở đây. Điều này thì cũng khá tiện lợi khi mà chúng ta có thể sử dụng chiếc điện thoại này giống như một chiếc điều khiển, có thể điều khiển TV hay là điều hòa từ xa. Và điểm nổi bật nhất mà mình thấy ở trên chiếc điện thoại Redmi Note 11 này có lẽ là về phần màn hình. Thì ở đây nó được trang bị tấm nền AMOLED kích thước là 6.4 inch kèm theo độ phân giải là Full HD cộng, và đặc biệt là được tích hợp tần số quét 90Hz. Đây là một điểm khá nổi bật trên một chiếc máy thuộc ở phân khúc giá tầm trung này. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có độ sáng tối đa lên tới 1000 nit, vì thế chúng ta có thể thoải mái sử dụng ở ngay cả ở ngoài trời. Và bởi vì là được tích hợp tần số quét 90Hz, vì thế những cái thao tác vuốt chạm cũng như là chơi game ở trên máy này cũng rất là thích mắt và sướng tay. Về cụm camera thì ở đây chiếc Note 11 này được trang bị 4 camera sau kèm một đèn flash, với cảm biến chính ở đây lên tới là 50 megapixel, có ống kính góc rộng cũng như là macro. Và camera trước thì được trang bị là 13 megapixel cho những bức ảnh selfie cũng khá là mượt mà mịn màng, bởi vì là có thêm cả công nghệ AI cũng như là làm đẹp khuôn mặt nữa. Đối với trong điều kiện đủ sáng, điều kiện tốt thì những bức ảnh cho ra trên chiếc máy này cũng khá là sắc nét và chân thật, với độ lấy nét cũng khá là nhanh. Và ở đây thì mình có một số bức ảnh được chụp trên chiếc điện thoại này, mọi người có thể xem qua và tham khảo nhé. Về phần hiệu năng thì chiếc Redmi Note 11 này được trang bị con chip của nhà Qualcomm là Snapdragon 680, được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet mới giúp tiết kiệm pin hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn về RAM là 4GB hoặc 6GB, cũng như là bộ nhớ trong 64GB hoặc là 128GB, để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn phù hợp với mỗi nhu cầu sử dụng của mỗi người. Đối với thông số trên cũng như là đi kèm với chất lượng màn hình cao thì chiếc Note 11 này có thể dư sức đáp ứng đủ mọi nhu cầu sử dụng thường ngày của mình. Đối với chiến game thì chúng ta khi thiết lập những cái đồ họa phù hợp, chúng ta vẫn có thể chiến ngon những cái tựa game phổ biến như là PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile nữa. Ngoài ra một điểm nhỏ nữa là về âm thanh ở trên chiếc điện thoại này, thì bởi vì nó được trang bị loa kép ở hai đầu trên và dưới, vì thế cho nên sẽ cho âm thanh sống động cũng như là to và rõ ràng hơn. Vì thế đối với những bạn mà hay xem phim hay nghe nhạc thì mình nghĩ sẽ là một điểm mà các bạn rất là thích. Tuy nhiên thì nó được đặt chéo nhau ở cạnh trên và cạnh dưới, vì thế khi mà chúng ta cầm hai tay như thế này thì sẽ có nhiều khả năng là một bên loa thường là sẽ bị bít lại. Cuối cùng về phần pin sạc thì chiếc Redmi Note 11 này được trang bị viên pin dung lượng lớn 5000mAh, cho chúng ta thời lượng sử dụng khá là thoải mái trong cả ngày dài. Đặc biệt nhất là nó được trang bị bộ sạc nhanh 33W, vì thế là chỉ cần khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ hơn thôi là chúng ta đã có thể sạc đầy 100% pin rồi. Đây là một điểm cộng khá là sáng giá trên chiếc máy Redmi Note 11 này. Tổng kết lại, đối với chiếc Redmi Note 11 này thì mình đánh giá khá là chất lượng cũng như là toàn diện trong phân khúc giá chỉ chưa tới 5 triệu đồng này. Với màn hình chất lượng 90Hz AMOLED đi kèm sạc nhanh 33W, camera thì lên tới là 50MP với hiệu năng ổn chip Snap 680, kèm theo đó là có cả loa kép cho chất lượng âm thanh khá là sống động nữa. Vì thế nó có thể coi là một đối thủ khá nặng ký trong phân khúc giá này. Còn mọi người đánh giá như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng có thể là thảo luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Hoàng Hà Channel. Đừng quên nhấn like và subscribe cho Hoàng Hà Channel nhé. Bye bye.